Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Những bộ pyjama rất đẹp. Vâng, và xin giới thiệu thành phần ngày hôm nay có DJ Kenji. Rồi, DJ ơi, DJ, ai đang gọi DJ hộ anh cái? Kenji. Giới thiệu đi em, tỉnh hết rồi, tất cả tỉnh hết rồi, tất cả mọi người tỉnh rồi em. Tôi là ai đây và là đâu? À, xin chào mọi người, em là Kenji và hôm nay em sẽ là DJ của chương trình. Rồi, các em tỉnh hết chưa? Dạ rồi. Bây giờ anh sẽ giới thiệu khách mời ngày hôm nay là một cô gái hết sức là xinh đẹp và là đồng trang lứa với Tiếp. Đó. Xin phép gọi là cậu là tớ nhá. Bạn ơi. Nào bạn sẽ giới thiệu về mình cho khán giả đi. Xin chào cả nhà, mình là Minh Tuyền và hiện tại mình là mẫu ảnh và diễn viên tự do. Hôm nay mình đến với chương trình Đông Tây Nam Bắc thì rất mong là mọi người sẽ giúp đỡ và mục đích duy nhất là sẽ giành chiến thắng về cho đội của mình. Đây là lần đầu tiên có một khách mời đến mà ngay mở đầu đã muốn là đội mình giành chiến thắng. Đó, thế nên là Tiếp sẽ góp thêm những cái phần long trọng để cho đội bạn rất là khó chiến thắng. Cảm ơn bạn rồi, xin mời các bạn về chỗ. Tôi tin là tất cả các bạn vẫn chưa tỉnh ngủ. Vì bản thân tôi cũng vậy. Thế nên là sẽ không có một trò chơi quen thuộc như mọi lần, đó là nghe nhanh đáp lẹ nữa. Mà lần này chúng ta sẽ chơi một trò có tên là hỏi nhanh đáp lẹ. Nghe quen quen nhở? Hình như là mình quay trở lại cái ngày xưa. Đúng rồi. Trong trò chơi này thì sẽ có tổng cộng 20 câu hỏi. Và anh sẽ hỏi xong, anh dứt lời từ hết. Các em sẽ phải bấm chuông. Bạn nào trả lời được nhiều câu hỏi sẽ về một đội, và bạn nào trả lời ít câu hỏi hơn sẽ về một đội còn lại. Ok? Hiểu chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tỉnh à? Câu hỏi đầu tiên, ông mặt trời sẽ đi về đâu để ngủ? Hết. Xin mời Hana. Đi về hướng Tây. Chính xác, một điểm cho Hana. Rồi, đây là người tỉnh ngủ nhanh nhất đấy. Rồi, câu hỏi thứ hai, khi nào thì mặt trời, mặt trăng, trái đất thẳng hàng? Hết. Đó rồi. Thẳng hàng khi mà nhật thực hoặc là nguyệt thực. Chính xác, một điểm dành cho Hailey. Ai sao hôm nay mình chưa ghi được điểm nào? Thế cũng lắm nhỉ. Không sao bạn ạ. Ai mà đến với chương trình thì lúc đầu khách mời cũng không được điểm đâu. Câu thứ ba, mắt trái và mắt phải, mắt nào nhắm trước khi ngủ? Hết. Không ai bấm à? Xin mời Hailey. Nhắm cùng lúc. Wow. Sai sao vậy? Đúng, chính xác. Ủa sao có điểm dành cho Hailey? Đáp án là cả hai mắt cùng nhắm. Đi. Anh ơi, em ngủ một bên em nhắm như thế này. Chà, anh ngủ thế cả. Không, em. Tôi ngủ là tôi không nhắm mắt. Kiểu mà hí gì nè, đúng không? Có hai đáp án là ngủ mở mắt hoặc là cả hai cùng nhắm mắt. Một điểm dành cho khách mời của chúng ta là Hailey. Tôi ngủ là tôi không nhắm mắt. Chết thật, một điểm một cách quá bất ngờ. Câu 4, bơi ở đâu sẽ không bị chìm dù bạn không biết bơi? Hết. Xin mời Hailey. Bơi biển đen. Sai. Biển chết. Chính xác. Một điểm đen là chết mà. Biển chết. Em bảo biển đen mà. Biển đen là biển chết. Đâu, biển đen không phải biển chết. Ủa tại sao? Năm. Biển chết có muối nhiều quá chị. Biển chết có nhiều muối nên là mình nằm không chìm được. Ghê không, ghê không? Cái này không có trong đáp án đâu, cái này anh tự biết đấy. Điều. Ok. Câu 5, trong nhóm BL36, cung hằng hoàng đạo nào là đông nhất? Cung hoàng đạo. Sao cái này sao tôi biết được? Cự giải. Sai. Nói 12 cung hoàng đạo. Quá từ từ á. Không có ai cùng cung rồi này. Không ai cùng cung hết. Sai. Xin mời, xin mời. Song tử. Không chính xác. Đáp án là cung Kim Ngưu, Tiếp và Gina. Thế cùng cung với nhau là không biết à? Sao có nhiều điều mới với nhau vậy em? Em biết mà em quên mất, tự nhiên em nhìn anh cái em quên luôn. Đi nhìn anh quên. Cho anh đẹp quá ha. Rồi, câu số 6. Vâng, các bạn sẽ được điểm rất cao để trả lời được câu này. Khách mời của chúng ta cung gì? Hết. Rồi, xin mời Anna. Sứ nữ, đúng không chị? Cung Kim Ngưu. Sai luôn, sai. Song tử. Sư tử. Không, không phải. Ủa, nhóm nào, nhóm lửa hay là... Nhóm lửa, mạnh mẽ. Sư tử. Vừa đoán rồi xong. Bạch Dương. Đây. Sẽ không có điểm cho Hailey. Ôi, tại vì quá tại nhiều vì người trời, nói quá rồi. Nhiều người đoán rồi mà. Loại trừ mà nó không đoán được nữa thì thôi vứt. Em cùng cung với chị nè. Rồi tôi tiếp em, tiếp. Rồi. Câu số 7. Quốc kỳ nước nào có nhiều ngôi sao nhất? Hết. Xin mời Gina em. Đó là quốc kỳ của nước Mỹ. Một điểm cho Gina. Hay. Câu số 8. Mời nghe ca khúc sau. Xin mời DJ.
Người đừng hỏi tại vì sao anh yêu em, là tại vì em giống mẹ anh, đơn giản chỉ thế thôi. Nụ cười nào cũng giống nhau, dẫu có lúc ta giận nhau, ta giận nhau thì anh vẫn nói. Rồi, tiếp sẽ đọc câu hỏi, mà câu hỏi này dành riêng cho khách mời. Trong ca khúc Vì Em Giống Mẹ Anh mà bạn vừa được nghe, có bao nhiêu từ sống? Sống á? Giống. Chết rồi. À, hai từ. Wow. Thế chị đoán không? Chị ngồi chị đếm, chị đếm chữ vì. Đếm chữ vì ra hai từ. Em mà trả lời đúng luôn. Hay hỏi anh ấy. Chị ơi, hay quá. Hỏi anh ấy không nhớ được luôn á. Rồi. Được. Quay rồi. Câu số 9. Chụp hình tự sướng phải sử dụng camera nào của điện thoại? Hết. Xin mời winner. Là camera trước ạ. Sai. Camera nào trả được? Wow, một điểm cho chị em. Đúng rồi ha. Thế winner không bao giờ selfie hả em? Quay ngược lại với selfie của em. Em không bao giờ tự sướng cả. Toàn sướng nhiều người. Câu hỏi thứ 10. Câu hỏi cộng điểm. Câu hỏi như sau. Ai hát được một bài hát có số đếm sẽ được một điểm. Tôi sẽ cho các bạn hát theo lượt. Từ Anna qua nha, lần lượt nha. Ok, em hát nha. Hai con thằng lằn con cùng nhau căng nhớ đứt đuôi. Cha thằng lằn buồn thiêu gọi chúng đến bố mắng cho. Được. Xin mời video. Cháu lên bà cháu đi mô cao. Cô thương cháu thì cháu không khóc nhè. Yeah. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng sáng trôi luôn cả nhà. Rồi, xin mời khách mời. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp 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 cạp cạp cạp. Ok, xin mời Gina. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Ok. Yeah, xin mời Mon. Kìa chú là chú ếch con. Ô mà lại quen cái hả? À, người hợp bài một con. Mình bên hồ bông cây buồn soạn. Ê à, kia kia ra. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Xin mời Kenji. Chết rồi, từ chối hả bạn? Kenji đang bận rồi thôi anh. Ok, xin lỗi Kenji, Câu hỏi số 11. Ánh sáng màn hình điện thoại sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ. Ánh sáng đó màu gì? Xanh. Xin mời Gina. Chưa mời mà thôi, không được trả lời. Ờ, vừa mới bảo mời Gina. Anh nhưng mà anh chưa mời, em đã trả lời rồi. Bye nhá, bye. Ờ, ok. Xin mời Ellie. Đáng nhờ MC kỳ cục. Xin mời Ellie. Ánh sáng gọi là ánh sáng xanh. Chính xác. Nói vậy đi. Đáp án là ánh sáng xanh. Câu hỏi số 12. Ai là người bấm chuông nhất? Hết. Rồi. Winner. Được một điểm. Ôi, từ đầu chương trình có mỗi một câu trả lời được. Câu 13 lại là một câu hỏi liên quan đến khách mời. Đó là các bạn phải đoán chiều cao chính xác của khách mời ngày hôm nay. Được các bạn ý không? Chưa đọc hết câu hỏi, lát nữa Gina không được trả lời. Tôi chưa nói hết mà đúng không? Có hiệu lệnh là hết mới được mà. Nếu mà các bạn trả lời sai 2 lần, khách mời sẽ được cộng 1 điểm. Ok. À, các bạn sẽ không bị trừ điểm nhưng khách mời sẽ được cộng 1 điểm. Ok, ok. Rồi, sai số tối đa là 3cm. Ờ. Hết. Xin mời Mon. Em đoán là 1m78. Gì vậy? Gì ghê vậy? Dữ vậy? Chưa được, chưa rồi. Đúng. Vậy là cao bằng anh ấy hả? Xin mời Hailey. Em đoán chị cao 1m65. Không, 1m7 ấy. Rồi. Chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi luôn. Đúng rồi. Trời ơi. Ui. Một điểm cho Hailey. Ôi. Hay hả? Ông này ông bị hay sao? Trời ơi. Sao 1m78 cao bằng anh ấy? Em nghĩ sao vậy? Chưa từng ngủ. Bây giờ thì khách mời sẽ được một đặc quyền. Đó là chọn một trong những bạn ở đây để đoán chiều cao. Tôi đoán ông được không? Tôi vừa thông báo là tôi cao 1m78 mà. Tôi không được đâu cậu ơi. Nó đoán được khác đi, trời ơi. Ai ta, ai bằng mình ta. Thôi chị ơi, chị đừng đoán. Em không muốn công khai đâu chị ơi. Em không muốn công khai. Không sao bạn, bạn có quyền ép buộc mà. Dạ. Đó chị Na. Em đứng lên, đứng lên. Thì em phải đứng lên thì sao? Ai đang mang gì độn á chị ơi? Chị có thật đi. Vậy giai độ mình bao nhiêu ta? Chị đoán đi. Chị đoán xem. 1m55. Sai luôn. Em. Sai rồi mọi người, sai rồi. Thế là có quá cao không? Cao. Tiếp vào đây. Không, mình sai số 3 phân lận đó em. Không được. Nghĩa là 3 phân nữa mà chưa được mừng.
Quên đi. 1m60 à? Dạ. Cái gì? Hả? 1m6. 1m6 cơ? Làm gì được? 7 năm. Tôi mà phát hiện bạn gian lận là cái số này cái số này sẽ là triệu lượt view luôn đấy nhá. Ok, trời ơi, tôi cũng mong vậy lắm á. Câu hỏi số 14. Con gì có tới 2 lưỡi? Hết. Con rắn. Con. Sai. Nhìn tới 2 lưỡi thì ghê rồi. Con dao 2 lưỡi. Chính xác. Wow. Điểm của tôi đáp án là con dao. Con dao có 2 lưỡi hả ta? Doraemon là con gì? Hết. Rồi, xin mời Gina. Mèo máy. Wow, chính xác. Câu tiếp theo, con nào không ăn thịt mà lại có nhiều răng? Hết. Phải có cái con này thì mới gửi đồ được đi rất nhiều nơi trên toàn quốc. Con tên. Chính xác. Một điểm cho bạn Tuyển. Trời ơi, mừng quá. Rồi, câu số 17. Trong 3 đèn giao thông, đèn nào cà giật cà tưng nhất? Cà giật, xin mời cà tưng. Tuyển. Đèn vàng. Chính xác. Wow. Câu số 18. Trong phim Avengers Infinity War, đại viên đá cuối cùng mà Thanos có được là viên đá màu gì? Hết. Em làm gì vậy? Rồi, bên này tất cả các bạn sẽ ơi, trả lời. Hết. Chơi đậu mà chưa. Xin mời anh em. Và chơi nắm tay. Viên đá màu. Màu. Vàng. Đáp án là màu vàng. Câu hỏi tiếp theo. Viên đá cuối cùng mà Thanos có được lấy từ đâu ai? Hết. Được lấy từ đâu ai? Vision. Wow. Câu hỏi cuối cùng, phần tiếp theo của Avengers Infinity War có tên là gì? Hết. Endgame. Yes man. Em chờ này lâu lắm rồi. Một điểm này cho Mo Hoàng Anh. Và bây giờ sẽ là phần tổng kết điểm. Hiện tại người cao điểm nhất đó là Gina em với 7 điểm. Cân giả. Người cao điểm thứ hai là Hailey 6 điểm. Và người cao điểm thứ ba là khách mời chúng ta Minh Tuyền với 5 điểm. Vâng, bây giờ xin mời ba bạn về một đội bên tay phải của bên chép. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng Crazy Challenge. Ở trong vòng này thì trước khi thi đấu, chép sẽ phải chọn ra một trợ lý cho cân sức cân tải hai bên. Cho Nam đi. Nam hả? Ok, Kira sẽ về làm trợ lý cho chép. Thì chưa khó khăn thì về làm trợ lý luôn đi em. Em chỉ đến xin khăn thôi mà. Xin khăn mất thời gian lắm em ơi. Vòng thi đầu tiên có tên là gọn gàng, ngăn nắp. Các bạn có biết là chép phát chăn dài làm gì không? Để đi ngủ. Wow. Thế hả? Chính xác. Trời ơi. Đây, nghe anh phổ biến luật chơi này. Mỗi thành viên sẽ được phát cho một bộ gối đầu và mền. Các thành viên phải tháo vớ và giày để đi ngủ. Vớ là tất đó em. Nào, chọn một khẩu hiệu để chào buổi sáng. Nhiệm vụ là khi nghe lệnh hiệu lệnh trời đã sáng rồi, các thành viên sẽ phải nhanh chóng tỉnh dậy, xếp mền gối sao cho ngay ngắn nhất có thể. Cách mà các bạn xếp sẽ là gối, mền, làm sao cho nó vuông vức. Khi các thành viên đã mang hết tất và giày, xếp thành hàng ngang và cùng hô khẩu hiệu của đội mình thì phần thi sẽ kết thúc. Cách thức tính điểm như sau, gọn gàng sẽ được cộng 1 điểm, nhanh 1 điểm và quan trọng là đội nào nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng. Ok. Giống quân đội hả? Cái này là tác phong quân đội đó các em. Đời sẽ dạy cho các em nhiều thứ. Anh cứ vừa trải qua rồi. Thôi, các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đi ngủ thôi. Cởi giày ra đúng không? Cởi giày ra. Rồi. Mặt trời đã sáng rồi. Những con chim đang bay lê lói trên những hàng me. Cứu cứu. Hót đi em. Quá nào. Nhanh lên. Linh địch sắp tới rồi kìa. Đạn bom rối rắc rồi. Trời ơi, nhanh lên. Tung. Cái gì nữa, cái gì mới nhảy vô, mới nhảy vô. Ủa sao nhanh vậy? Mày lên sao lâu vậy? Trời ơi. Gọn gàng như nhanh, vẫn phải gọn. Mên rồi, bên đây nhanh nha. Mên. Gối, mên. Còn bên đây cả. Bên này còn dày nè. Bên đây sắp xong rồi nè. Ôi, đổ. Đổ rồi. Ôi, chưa chồng chưa. Nhanh chồng đi. Nhanh. Hết giờ. Xin mời bạn về chỗ để đôi giày này ở đây. Yeah. Còn cái đó không lấy về luôn. Không. Để yên đây.
để tôi kiểm duyệt. Nào không được buông dây. Kiểm duyệt nhá, kiểm duyệt này. Thứ nhất là về trang phục. Đấy, đầu tóc gọn gàng, trang phục sạch sẽ, giày đầy đủ. Vớ đâu rồi? Có vớ nào, đâu có vớ. À, giày lười à? Ô, tiện đấy nhở. Úi dồi, sao bên này? Giày em đâu? Trợ lý. Chơi không ấy? Trợ lý máu. Rồi rồi, đây đây đây. Winner, đầy đủ bộ ấm chén. Ai nhá, đầy đủ đôi giày, quần áo, đầu tóc gọn gàng. Rồi. Chắc em không chỉ... Hana đầy đủ. Vớ mỗi tất một màu. Không sao, vẫn là đầy đủ. Mon Hoàng Anh, xin mời bạn giơ chân ra để cho mọi người nhìn thấy. Nó chưa nhìn kịp đi cái tất luôn. Các anh quay cận vào cái đôi chân này cho em nè. Trời ơi, lông gì đâu. Em ơi, lần sau rút kinh nghiệm đi chơi những cái trò chơi này. Đừng đi giày kiểu này, em mới lâu lắm. Đi kiểu này này, đấy thấy chưa. Này, không cần đi vớ, xỏ luôn vào. Đó. Rồi, kiểm tra đến chăn màn. Mền gối, mền gối. Cái mền dưới gối to quá. Ôi ơi, dấu khí thế. Cái mền màu xanh phải gấp lại nữa. Mọi người không thể nói như vậy được. Cái này là cái style của người ta, người ta thích cái bự. Không chơi chơi, ok thích cũng được. Trừ 2 điểm. Cái điểm biết ngay rồi. Rồi, tam đội bên này. Không, wow. Kỹ không? Thành một đường vuông luôn nhá, rồi thành cuôn luôn nhá. Đẹp luôn nhá. Tôi nghĩ là các bạn cũng đã biết là đội nào giành chiến thắng rồi đúng không? Lúc đầu thì em nghĩ là ba bạn nữ chơi để sẽ có phần thua thiệt. Nhưng mà thật không ngờ là những cái... Chúng ta... Anh ơi, cho Mon nó mang đôi giày về. Thôi, cho phép Mon. Tôi nhìn đôi giày về. Đấy, đội giành chiến thắng đó là đội nữ quyền của chúng ta. Yeah. Rồi, đến gói trò chơi thứ hai có tên là Show Sumo. Luật chơi như sau. Các bạn sẽ thi đối kháng từng cặp với nhau, quấn thành show để đấu vật với nhau. Đó. Và show nào bị té nằm đo ván dưới sàn sẽ tính thua. Sau 3 lượt đội thắng nhiều hơn sẽ thắng. Để thắng luật kỳ ghê ha. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Trò chơi bắt đầu. Ok. Bây giờ tôi sẽ cho khách mời chọn đối thủ trước. Bạn chọn tôi cũng được. Ai muốn đấu với chị không? Em. Người cái người con sâu thẳng tắp từ trên xuống dưới đấy. Ý em là sao? Vô đi nè. Rồi, cuộc đấu bắt đầu. Trời, nó vướng quá à. Nào, đăng mặt đăng đẹp nha. Ê. Nào nào, lao vào luôn. Trời tục quá. Bé yeah. 3, 2, 1, hết giờ. Rồi. Thực sự là tôi làm chứng cho cuộc đấu này là Hana tự ngã chứ không phải là do Hana bị đánh nhá. Tiêu làm gì đi? Cái gì ở sau á? Cái đít nó chụp vô đi chụp. Bye bye. Kết thúc ván đấu đầu tiên, lợi thế vẫn đang là ở bên đội nữ quyền, đội màu vàng. Và bây giờ sẽ đến cặp đấu thứ hai. Các bạn cử người đi. Xin mời Mon. Mon chọn lên. Ai? Gina. Em chỉ kịp nói gì luôn. Chơi chơi. Đã thôi chơi luôn. Sao? Mới nói Mon mà chưa nói là chọn ai. Em thích đấu đi với Mon đấy được không? À, ok, chấp nhận. Trước khi các bạn chơi thì TF có thêm một số luật mới, đó là bây giờ các bạn thi đấu với nhau trong 1 phút 30 giây. Và khi nào hết 1 phút 30 giây thì ai ở trong vòng sẽ thắng. Nghĩa là các bạn trong vòng 1 phút 30 giây đó các bạn phải đấu tranh với nhau để được ở trong cái vòng đó. Sẵn sàng chưa? Dạ. Xin mời DJ. Yo. Boss. Word. Cái giọng hai người đứng vừa. Lưu ý là các bạn ngã thì các bạn vẫn thua nha.
Chin là go, go, chin là go. Chiến thắng. Được. Điều hỏi Lê Sơn. Hay quá mọi người ơi. Rất hay của Món Hoàng Anh. Theo như tôi thấy là Mon đã nhường cho Gina. Nếu không thì Gina không có cửa đâu. Rồi xin mời Gina về chỗ. Và hiện tại thì đội nữ quyền vẫn đang thắng với tỷ số là 2-0. Yeah. À, còn winner chưa chơi em? Thôi mình kết thúc tại đây được rồi anh ạ. Không sao em ạ, biết là dù đội em thua nhưng mà anh vẫn phải tạo điều kiện cho winner được chơi với các bạn cho vui. Thôi được rồi anh ạ. Lần này đối. Winner sẽ chơi với cả Hailey và Kira sẽ chơi với cả Kenji. Rồi với đội hình mới này tôi rất là háo hức. Mời team bên phải đọc slogan. Đâu về thắng không thắng thì cũng thua. À. Rồi. Okay, no. Nguyên team đi vào hết rồi. Ok. Rất là mạnh miệng. Còn không biết là đấu thế nào thôi. Xin mời cặp đối. Bắt đầu. Một khắc 30 giây. Bên đội này hào háo háo. Mà đi không chị ơi. Đứng nào giữa anh cho tấn công anh. Rồi. 1, 2, 3. Hailey bị loại, Hailey bị loại rồi. Hailey bị loại, về về chỗ. Thôi mình cứ đứng trong này thôi em. Mình đứng trong này hai người là thắng rồi. Bây giờ Keji phải đẩy hai người ra. À. Trời ơi, thằng Kenji không té được đâu anh ơi. 4, 3, 2, 1. Yo. 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 Té rớt con sâu luôn. Em đã đi ra khỏi phòng chơi rồi. Tôi không phải tin được vào mắt mình. Wow, một người con gái. Yeah. Yeah. Tại sao mà con gái ở nhóm PL6 thể khỏe như vậy? Trong khi con trai yếu như vậy, chắc tôi hình như là khi ra cân cả hai người bên kia hay sao? Không biết là nam hay nữ, nữ là nam như nào mà sao yếu thế? Rồi, cảm ơn em, xin mời em về chỗ, về với anh nào em. Kenji ơi, nãy giờ em đứng đấy, em nhảy múa hay sao, em mệt hay sao em? Em lúc đầu em đứng đấy, em tưởng thắng rồi. Một giây cuối nha. Một giây cuối. Em không ngờ luôn, em bất ngờ. Phụ là nó nhường em 1 phút 29 giây, còn đúng cái giây cuối nó đẩy. Thế mới đau. Kết thúc vòng Crazy Challenge, hiện tại đội đang chiến thắng đó là đội vàng. Yeah. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi sàn đấu tài năng. Trước khi vào đến thử thách của Thiap thì anh sẽ cho một cái thử thách mini rất là nhỏ thôi. Đó là mỗi đội sẽ cử ra 2 người để lên nhảy freestyle một đoạn nhạc. Ok không? Ủa rồi có được điểm gì không anh? Không, không được điểm gì đây, chỉ bằng chứng minh tài năng. Giao lưu thôi, giao lưu, giao lưu. Chơi. Okay. Xin mời đi chơi. Giật luôn. Thôi chị lên đi. Lên. Mời chị lên. Bên này. Chị ơi sao lên. Ra đúng lúc quá ha. Này, nhóm bây giờ chúng ta sẽ đến một cái thử thách của Thiap. Đó là bây giờ PL36 sẽ cùng hát một bài hát nhưng mà nhảy động tác của bài khác. Cái bây giờ các em chọn bài đi. Khó quá. Em muốn hát bài Chỉ Một Lần Sống. Thế thì em nhảy được ngại ngùng nhất tại em vì mình quen bài đấy. Em tạm biệt bạn tôi. Thôi em bớt. Bài đã làm gì có dance. Tốt thôi. Thôi.
chốt là PA36 sẽ hát bài Chỉ Một Lần Sống, mà nhảy là nhảy bài Đừng Ngại Ngùng. Ok. Ok. Rồi. Phần trình diễn bắt đầu. Đúng hôm nay hay mình khác hôm qua, nỗi buồn cũng trôi đi rất xa. Nghĩ trong đầu chỉ cần đứng bên nhau, chẳng hề khó khăn nào nữa đâu. Nào các bạn, nhép miệng nào. Oh, I love you. Oh, you just did. Ê, nhảy drop nhá. Drop nào. Drop hai. Nhanh nhờ. Ok. Yeah. Cảm ơn các bạn. Phần trình diễn rất là xuất sắc. Và tổng kết ngày hôm nay thì phần chiến thắng đã thuộc về đội màu vàng, trong đó có cả khách mời của chúng ta. Và không biết là Tuyền cảm thấy như nào về ngày hôm nay? Hôm nay thì Tuyền đến với chương trình này gặp được rất là nhiều bạn mới và rất là vui. Và cái thử thách cuối cùng là mình phải nhảy cùng với cả nhóm P336 thì cả nhóm nhảy, ai cũng nhảy đẹp hết, với lại cái bài hát đó rất là hay. Và chắc chắn là sau này về mình sẽ tập bài hát này, động tác đó rất là hay. Hay quá. Và bây giờ đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của P336 trong chương trình Đông Tây Nam Bắc. Yeah! We are friends. Dù ngày nắng hay đêm tối đen.